Đấy, kết nối Zalo để đặt hàng trước với em thì trong cái cuối năm này em mới làm được một bộ nó đẹp như này và nặng 31 kg đồng nhá. Toàn bộ là cắt tút nguyên chất 100%, em bảo hành cho các bác và tặng một hộp sông trầm và một cái sông trầm để cho các bác về các bác sông trầm hương lên đặt trên bàn thờ gia tiên để thờ cúng gia tiên. Xin chào các bác nhá. Hôm nay xưởng em ra mắt một cái mẫu mới là một cái bộ đỉnh đồng 6 năm mà cái mẫu này nhà em đúc là rất là dày dặn. Và cái mẫu thiết kế mới này là đúc là dày dặn nhất từ trước nay với 31 kg đồng cắt tút nhá. Cái bộ đỉnh này là cái bộ đỉnh 6 năm này. Cái đỉnh là cao 63 phân và đôi hạc cao 68, đôi chân nến cao 47 và toàn bộ là nặng 31 kg. Đấy các bác nhìn tổng thể một cái bộ đỉnh mà em mới làm xong từ cái giá nghê đến cái đôi song long trồng nguyệt đến cái đế. Nhà em làm đúc cái mẫu này là thứ nhất là nhà em cải tiến tất cả cái chi tiết từ cái bầu đỉnh này. Bầu đỉnh nhà em làm nó là cái bầu nở hậu làm rất là rộng và cái bầu ở dưới đây là làm rộng ra và cái thế dáng đỉnh nó theo cái đỉnh cổ xưa từ ngày xưa Việt Nam mình vẫn sử dụng. Và cái đỉnh này là toàn bộ bên trong nhá, em làm rất là dày dặn nên là em có mài toàn bộ chi tiết đồng, cái đồng thô ra cho các bác từ bên trong ra bên ngoài. Đấy, cả bên trong lẫn bên ngoài em mài đồng thô cho các bác để các bác kiểm tra nó chi tiết hơn. Đấy, cái chất đồng em mài ra là kỹ càng. Và toàn bộ ở đây là một cái bộ đỉnh đồng 6 năm mà nặng 31 kg bác nhá. Và chi tiết ở đây các bác cùng camera gắn sát vào cho em là từ cái trên đỉnh thì em quay trực tiếp. Thứ nhất là trên là con nghê nhà em cách điệu đi thì các bác nhìn vào đường nét này, riêng đúc ra được một cái đầu nghê này nó rất là giá trị rồi. Những cái tượng mà có cái con nghê này, một cái tượng không nó đã 2-3 triệu rồi các bác nhá, chứ chưa nói đến cả cái nắp cái đế đỉnh này. Và cái bộ đỉnh này nhà em là làm này, các bác nhìn cái từng cái răng nanh, từng cái viên ngọc nó cắp rất là có hồn và chi tiết rất là nhiều ở đây, được đục chạm 3-4 ngày mới xong. Và đặc biệt các bác chỉ cần nhìn vào một chi tiết duy nhất là cái đuôi này thôi. Đấy, cái đuôi này nó vảnh cái đuôi lên và nó không bị sát cái đồng ở đây này. Đấy, nó hở ra một cái độ hở rất là đẹp và tinh tế. Và xuống dưới đây là cái đôi tỳ hưu hóa rồng được chạm thủng dày thủ công. Ở dưới đây là 4-3 chữ phúc độc thọ là triện và anh em mài rất là kỹ đấy nhá. Mài một ni đồng nên cái độ bóng này rất là cao. Các bác nhìn cái bộ đỉnh đồng này em làm là bóng là độ bóng cao nhất từ trước đến nay. Đấy. Và xuống dưới đây là toàn bộ triện nền gấm và con rồng ở đây là các bác xem là nổi 3 phân nhá. Đấy, nổi 3 phân cái đầu rồng, hơn 3 phân. Đấy, nổi hơn 3 phân cái đầu rồng. Và cái mình rồng cũng vậy, cái mình rồng nổi 2 phân. Thì đặc biệt ở đây là đúc nổi được như vậy là cái nước đồng nó rất là dày và nhiều. Và ở đây là các bác đặt hàng thì cứ để lại cho em cái số điện thoại liên hệ, vì những cái bộ này tháng chỉ sản xuất là 5-7 bộ thôi. Nên là em làm cho các bác là em có giao hàng cho các bác khi các bác mà đặt hàng trước. Đấy, kết nối Zalo để đặt hàng trước với em thì trong cái cuối năm này em mới làm được một bộ nó đẹp như này và nặng 31 kg đồng nhá. Toàn bộ là cắt tút nguyên chất 100%, em bảo hành cho các bác và tặng một hộp sông trầm và một cái sông trầm để cho các bác về các bác sông trầm hương lên đặt trên bàn thờ gia tiên để thờ cúng gia tiên. Đấy, bên em là đồ đồng Tường Phát thì cũng giới thiệu với các bác một cái bộ đỉnh nó nói chung là từ cái thế dáng đến cái đỉnh con nghê nó rất là đẹp và hài hòa. Và cái bộ đỉnh này là cái bộ đỉnh 6 năm, bộ đỉnh to nhá. Và em muốn giao lưu với các bác một cái bộ đỉnh đẹp nhất trên thị trường Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Em xin cảm ơn các bác đã xem video ngày hôm nay.